shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Bên này có người anh em ơi. Wow, đây rồi, đây rồi. Một kill đầu tiên dành cho sĩ kẹo này. Khá là dễ anh em ơi. Let's go nào. À, phải gọi là easy game anh em ạ. Ôi, lỗi game đứng hình anh em ơi. Ở đây thì mình có một cái con dao nhá. Qua phía này con nào anh em? À, thằng nào lái xe chạy vậy? Uầy, mày chạy đâu hả mơi đây anh đây? Chú đang chạy đâu vậy? Uầy, chú đang chạy đâu vậy? Lên bảng điểm số nhà em. Chú tức là chạy khỏi tay anh mà dễ ạ. À, xem là nó có gì đó anh em. Uầy, kinh kinh anh em ạ, đây đây. Lượng thêm giảm thanh này, scope 1x này anh em ơi. Đó, nó là một cái ống ngắm nhiệt nhưng mà xài cũng khá là ổn đấy. Đạn tiểu liên nữa hả? Được rồi, let's go thôi. Cùng kẹo tiếp tục đi săn mạng nào anh em. Thêm máu nữa nhá, và có 8 túi máu rồi. Ok, anh em máu hơi nhiều này. Đó, let's go thôi các bạn ơi. Hiện tại thì kẹo vẫn chưa có được cái quả bom kia nào cả. Đây, ăn nâng giáp và chúng ta sẽ chuẩn bị là có được một cái giáp chống nổ nhé. Ổn chưa anh em? Băng súng này. Số nhá mọi người. Phía này chúng ta cũng đã có được thêm một cái băng đạn đi vào 2 này. Đó, băng súng 2 đấy hả? Ok. À, khi mà trong alo của kẹo có đồ thừa thì kẹo sẽ vứt luôn đồ thừa đi anh em ạ. Cho nó rộng cái diện tích của alo đấy. Uầy, vừa lượm được cái alo 3, tha hồ đồ để lượm chứ các bạn ơi. Hơi chán. Tức là bây giờ thì kẹo chưa có được quả bóng kẹo nào cơ. Hôm nay kẹo lại nghèo thế nhỉ các bạn nhỉ. Giờ này phía này con nào. Wow. À ok, thế là lại có thêm món nữa nhé. 9 túi máu rồi cả. 9 túi máu nó có nhiều quá không nhỉ các bạn ơi. Người đây, đậu xe này, người đây. Đậu xe này, người này. Mạng thứ 3. Khá là ổn anh em ơi. Đây rồi, kẹo qua phía đây nha. Bóng keo này. Đấy, hóng nãy giờ anh em ạ. Hóng nãy giờ để kiếm được hai cái quả bóng keo. À đây. Đó, vứt thêm máu đi. Lượm thêm đại súng tiểu liên. Kẹo đang để một cái nòng súng 3 ở ngoài dự phòng nha anh em. Tiếp tục let go thế nào, và bóng keo này. Ổn. 8 túi máu kẹo nghĩ là quá nhiều rồi, và chúng ta sẽ không cần lượm thêm túi máu nữa nhá. Ok ok. 25 người trên nữa ở trong cái ván đấu này cơ à. Thôi kệ vậy. Từ từ loot đồ cái đã nha anh em. Không việc gì phải vội cả nhá. Không thấy thêm ai nữa cả anh em ơi đây. Mở sẵn cái bom keo ra. Thì nữa mà đang chạy bị bản SML thì kẹo sẽ xài luôn nhá. Ok, có lẽ là ngay lúc này thì kẹo nên lượn lờ qua cái phía công xưởng nhá. Ui, phía trên. Đây con nào mọi người. Phía trên có người này các bạn ơi. Lên phía trên này để góp vui nào. Wow, người đâu hiện tại kẹo không có thấy này. Tiếng gạ dao gạ chảo cơ à. Hình như là trên tầng 2 anh em ạ. Có lẽ vậy rồi anh em ơi. Khả năng cao là nó ở ngay trên tầng 2 đấy. À, đây rồi. Đây rồi. Úi trời ơi. Một đứa trên tầng nữa anh em ạ. Hai đứa cả.
Thời gian gì? Wow, không phải anh em ạ. Thế khả năng cao nó ở ngay phía dưới. Kiểu này kẻ địch ở ngay phía dưới thôi anh em ơi. Đơn giản là phía trên không có thì chỉ có ở phía dưới mà thôi. Ui, phía dưới cũng không luôn anh em ạ. Căng trước các bạn ơi. Qua phía này coi. Bình tĩnh nào anh em. Đây, let's go thôi nào các bạn ơi. Wow. Thính ngay ở ngoài các bạn ạ. Kẹo chưa thể ai chạy qua lượng thính cả. Thính thì vẫn còn đó thôi anh em ơi. Người thì không thể ai chạy qua đâu. Càng quá nhỉ anh em. Căng như này sao chơi hả? Rõ ràng là ở phía này thì kẹo có thính người mà. Bây giờ lại không thấy nữa là sao ta? Chẳng nhẽ là chúng nó lại chạy nhanh như vậy cơ à? Uầy, mình sẽ lên phía trên này coi anh em ơi. À đấy rồi. À đấy rồi này. Ui. À đấy rồi này. Ok. Có được mạng thứ 4 rồi này anh em ơi. Từ từ nha mọi người. Đây. Hòm sắt nó ở ngay phía này này. Đó, bom kem lựu đạn này. Đây đúng là những thứ mà kẹo cần anh em ạ. Ngoài ra thì có cả một cái ống ngắm 1x nữa nha. Đấy, let's go. Phía trên này thì sao nhỉ các bạn ơi? Ui, phía trên cũng có một hòm thính nữa. Vào đây. À, các bạn là phía trên thì nó vẫn còn một cái nâng giáp anh em ạ. Đó. Chạy qua ăn ngay để có được giáp 4,5 nào anh em. Lượm thôi. Wow. Ok mọi người. Kẹo sẽ chạy thử qua cái phía này coi. Phía này không thấy ai cả. Ủa chẳng nhẽ là thính kia thì cũng chưa có ai đến lượm cả. Căng vậy anh em. Let's go nào các bạn ơi. Ui. Mình chả biết thính kia là gì nữa nhưng mà thật sự là mình không có cần. Đơn giản là bây giờ thì mình đã có được khá là nhiều những cái trang bị ngon rồi các bạn ạ. Nên là mình đâu có cần những cái đồ thừa đâu. Thằng này thì lại không có cái phụ kiện gì cả. Wow. Chỉ là thùng dầu mà thôi anh em ơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nên vào trong bo chứ nhá. Đó, kẹo quay trở lại cái khu vực thị trấn nhá. Đây anh em, 11 người chơi nữa mà thôi. Ui, giờ là chỉ còn lại có 10 người thôi anh em ơi. Có lẽ trận này là quá là căng luôn nha. Công nhận là hiện tại thì khá là hồi hộp các bạn ạ. Ui, có xe, có xe. Có xe là chạy qua phía này anh em ạ. Ok. Kẹo cũng lấy xe và chạy thôi nhé mọi người. Đấy. Kiếm xe này đi săn mạ cho nó dễ anh em ơi. Let's go. Kẹo ngại gì đâu mà không lấy xe anh em. Đây qua phía này let's go nào. Ở ngoài này mà thấy ai thì kẹo sẽ tông vào nhé này. Ok ok anh em. Hơi gắt này. Ồ, còn lại có 7 mạng nữa mà thôi. Các bạn cứu nhau lại ghê quá nhỉ. Đấy. Kẹo cũng qua khu này luôn. Mình nghĩ là mình nên ghé qua cái khu công sở một xíu này. À đây rồi. À đây rồi anh em ơi. Nào. Chạy đi bạn ơi.
Úi giời ơi, 61 máu hả? Ui, giáp chống nổ ở bạn đây. Tưởng là có giáp chống nổ mà ngon à. Bom keo này anh em ơi, ngon chưa? Toàn đồ chất. Đấy, phải gọi là toàn đồ chất luôn nha anh em. Xem nào, lựu đạn này, bom keo các kiểu này, nó lại ổn quá nhỉ anh em. Mình lượm thêm lựu đạn nha. Let's go. Tiếp tục lên xe và săn mạng thế nào anh em. 6 người nữa này. Đấy, qua thử cái sân tập gôn coi. Ui, hôm nay tương đối là những cái hộp nâng giáp còn nguyên các bạn ạ. Người đâu thì kẹo chưa có thấy anh em ạ. À, mình sẽ qua cái khu vực thị trấn này. Ui, mình nghe được đâu đó anh em ạ, tiếng xe à. Qua đây bạn ơi, hey. Có giỏ qua đây bạn ơi, chạy à. Đây bạn ơi, mình đây. Bạn tính chạy đi đâu hả bạn ơi? Ui, nó lại quay trở lại cái đảo chính nhá. Đây, ok. Đuổi theo và chơi nó luôn chứ ngại gì mà không chơi hả anh em. Ok mọi người, xuống xem ơi. Đang luôn nhé bạn ơi. Nào, có giọt ở đây. Đứng lại, đúng rồi. Đứng lại, đúng rồi. Xong rồi anh em ạ. Chặn cầu và kẹo cứu được hai đứa này. Đấy câu thôi. Vâng, vậy là chỉ còn lại có 4 người chơi nữa mà thôi. Ok ok, cố gắng top 1 nào các bạn ơi. Mo càng ngày càng nhỏ rồi. Quan trọng là người đấu hết cả rồi nha em ơi. Chứ kiểu chạy mãi như này mà không thấy ai cả hơi bị chán này. Đó, lượn lờ qua phía này coi. Và wow, à đây rồi. Trên này đang bắn nhau khá là căng anh em ơi. Ui ui, các bạn ấy đã clear được nhau rồi cả. Vào nhà hả? Cái đỗ xanh vào nhà hả? Vào nhà hả? Vào nhà hả? Vào nhà hả? Chết vì liệu luôn nhé. Thanh niên này. Số đen cho em. Ok anh em, và kẹo đang có được vị trí top 3 ở trong cái ván đấu này rồi. À, bây giờ làm sao cố gắng kêu được hai thằng nữa thì mình sẽ có được cái vị trí top 1 nha anh em. Cố lên nào các bạn ơi. 8 kêu rồi nha. Đây có phía này. Người đâu cả rồi vậy anh em. Ok, hai thằng cuối. Ui, một đứa đã bị hạ này. Vâng, như vậy là đến à, bây giờ đã đến với cuộc chiến solo 1v1 rồi nha em ơi. Kẹo vừa nhảy xuống để trang bị luôn đồng 3 và súng nhá. Ok, cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là 60%. MP40 phục vụ cho việc giấy ở gần nên là mình đã trang bị được những cái trang bị toàn là trang bị tím mà thôi. Để giấy cho nó căng anh em ạ. Wow, thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu em ơi? Thử chạy xem là kẻ địch có trầm trồ không nhỉ? Không thấy nó nữa anh em ạ. Wow, đâu rồi em ơi? Chú định chạy đi đâu hả? Mình lận lờ qua cái phía này rồi nhưng mà thật sự là có thể ai đâu nha em. Ok ok, bò to quá mà các bạn. Thôi kệ, cứ chạy lượn lờ này, kiểu gì chúng ta cũng sẽ sớm thấy được nó luôn nhá. Wow, thủ ở căn nhà nào vậy em ơi? Thôi kệ đi anh em ơi, mình lên tạm cái căn nhà này nhé. Khả năng cao nó ở nhà bên này. Đúng rồi anh em ạ, đúng rồi anh em ạ. Yes, nhân giống tuyệt vời. Đơn giản mà anh em. Khả năng suy luận của sĩ kẹo. Đơn giản là sĩ kẹo thấy xe của nó ở dưới này anh em ơi. Đấy, xe của nó là ở ngay phía dưới nhé mọi người. Tô một này easy 9 kill nha anh em. Ok, phải gọi là căng chơi anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.